Xin chào các bạn, hôm nay vẫn ở góc quay này, mình lại quay cho các bạn hàng của bên mình, đó là mai đỏ trưng vào dịp Tết 2022. Để mình quay camera cho các bạn xem ở phía sau nhá. Đây, hôm nay nụ đã rất là xanh và đẹp. Năm nào mình cũng về một vạn hoa mai đỏ để phục vụ Tết. Vì là lượng hàng không còn nhiều nên những khách hàng nào mà đặt trước ấy, mình toàn phải quay dây lại để cho mọi người không được chọn vào của những người đặt trước thôi. Đây, một cành của nó rất là nhiều nụ mọi người này. Ở đây là nụ vẫn còn đang bé. Chứ mà khoảng vài hôm nữa nụ nó to mà đỏ đỏ như cái cành này, có một cành là đỏ to này. Thì đảm bảo với mọi người luôn là cái cây nhìn chỉ thấy nụ luôn thôi. Nhà vườn Đạt Nhung hiện đang còn khoảng vài trăm mai đỏ hàng A cộng như thế này nữa. Rất là đẹp. Bên mình bán mai đỏ cũng có kinh nghiệm tầm khoảng 6 năm rồi, nên là ai mua mai đỏ của nhà vườn Đạt Nhung buôn bán là sẽ có lãi. Vì hàng của mình luôn luôn là hàng đúng Tết, mình sẽ lựa được thời điểm nào nhập hàng là tốt nhất về Việt Nam và dưỡng ở Việt Nam để cho cây thuần khí hậu và cây sẽ lớn nụ ở tại Việt Nam, chứ không phải là hàng nhập đóng kiện về nữa. Hàng nhập đóng kiện nhiều khi là ở trong kiện có những cây rất xấu, hoặc là có những cây không có nụ, hoặc là nó sẽ có bị màu hồng. Bị màu hồng thì phải để ra nắng thì nó mới đỏ lại được, nhưng nó sẽ không thể đỏ được một cách rất là thắm như là hàng mà được dưỡng ở ngoài vườn như thế này. Ở điều kiện tự nhiên nó thuần rồi nên là ngoài việc ra nụ thì nó còn ra lộc ra lá nữa các bạn ạ. Cây của mình đang ra lá nhiều rồi, lớm chớm rồi đấy. Máy mình dạo này nó quay nó hơi mờ, có lẽ là nó hơi già rồi. Các bạn có nhìn rõ không? Cập nhật mai đỏ nụ của ngày 13 âm lịch nhá. Năm nào cũng ở tầm này nụ rất là đẹp, chả cần phải ốm hay kích gì đâu. Các bạn ở miền Nam thì mình sẽ gửi những cái lô nụ nhỏ hơn một chút, vì trong đó nắng nóng nên nó nở nhanh. Còn hàng của miền Bắc là như thế này là vừa đẹp rồi. Ai cần mai đỏ để bán vào dịp Tết ý, thì liên hệ trực tiếp cho nhà vườn Đạt Nhung nhé. Cây gốc là to đẹp này, cây gốc rất là to đẹp. Một số bạn bảo là sao gốc bé, thì gốc mai đỏ nó chỉ thế này thôi. Khi lên chậu nó với xinh xắn, lên chậu và nó sẽ được giải đá vào, nó sẽ nổi bật cái cây của mình lên. Lúc mà giải đá rồi ấy, thì ngoài cái việc là nụ nó sẽ to và đỏ và xòe bông, xòe bông thì nó sẽ đan vào nhau nhìn dày đặc bông luôn. Và ở trên cái phần tua tua này nó sẽ lên lộc lên lá nhìn rất là đẹp. Bạn nào chơi mai đỏ này rồi thì sau khi chơi xong ấy, mình còn trồng ra luống, trồng ra bồn hoặc là ra chậu ấy, nó còn ra hoa quanh năm ấy, mà hoa to lại đẹp nữa. Mình giới thiệu đến các bạn, ai cần thì liên hệ sớm nhé.